rồi. Thì ngày hôm nay để giúp đa dạng hơn sự lựa chọn quý khách thì Mai cũng sẽ tiếp tục giới thiệu quý khách công suất lớn hơn, đó chính là TF300W, một cái dòng sản phẩm có thể đáp ứng được cái độ sáng trong diện tích khoảng tầm 100m2. Thì nếu quý khách hàng nào cần cái độ sáng cao, cần biết xem là chiếc đèn nó sẽ tỏa rộng như thế nào thì hãy cùng My theo dõi tiếp video này. Trong từng cái video thì My cũng sẽ có bao gồm là giới thiệu thông số nè, báo giá nè, và cho quý khách xem clip test độ sáng thực tế ban đêm mà công ty Sennheiser live quay được. Cho nên nếu khách hàng nào có quan tâm những cái sản phẩm đèn năng lượng mặt trời thì đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh, bầu chuông thông báo cái bên để đón theo dõi những video kế tiếp của công ty nha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Và do là cái mẫu 100W thì mình cũng đã nói quá nhiều về cái thiết kế, về cái chất liệu của chiếc đèn rồi, cho nên là cái 300W này nó cũng tương tự như thế thôi. Cũng sẽ là vỏ nhôm đúc nè, ở phía trước cũng là kính cường lực, và đèn cũng sẽ được chia là 12 khoang led như thế này. Thì theo cái nhận xét thì nếu mà so với một cái chiếc đèn một khoang led thì cái dòng đèn 12 khoang led này chắc chắn nó sẽ tỏa rộng hơn rất là nhiều. Còn riêng về cái dòng đèn một khoang led thì nó sẽ pha xa hơn, nó pha xa hơn so với những cái chiếc đèn như thế này. Những cái vật liệu để đúc kết thành một chiếc đèn của từng công suất như là 100W, 200W, 300W của dòng TF này nó sẽ không có quá nhiều sự khác nhau. Cũng sẽ là vỏ nhôm đúc nguyên khối, kính cường lực ở mặt trước rất là cứng cáp và chắc chắn để bảo vệ pin và chiếc led. Và với từng công suất thì nó cũng sẽ chia làm 12 cái ô led như thế này để giúp cho chiếc đèn tỏa cái độ sáng rộng hơn. Bây giờ để cho quý khách hàng đánh giá chi tiết hơn thì My sẽ không có nói quá nhiều về phần ngoại quan nữa mà đi luôn vô phần thông số kỹ thuật cũng như là độ sáng của đèn. Xin mời quý khách cùng My theo dõi tiếp video này để xem chiếc đèn này có độ sáng như thế nào, có đảm bảo được 100m2 như là lời như mình cáo hay không nhé. Đèn pha năng lượng mặt trời TF300W là dòng đèn pha năng lượng mặt trời cao cấp, có độ pha xa cũng là tỏa rộng cực kỳ tốt. Bên cạnh đó thì với cái dòng đèn này thì đây là một cái mẫu mã mới nhất được cho ra mắt trong tháng 11 này của công ty Sennheiser Life. Và với chiếc đèn thì hiện tại đèn đang sử dụng tấm pin poly 5V 40W, kích thước tấm pin sẽ là 348 x 628 x 17mm. Và với chiếc đèn công suất 300W này thì đèn đang chứa dung lượng pin là 3V2 trên 35.000mAh, đủ đảm bảo cho quý khách là sử dụng được trên 12 tiếng chứ không có bị tắt giữa đêm đâu nha. Và với chiếc đèn này sẽ có kích thước là 380 x 380 x 67mm. Cái chip led của chiếc đèn này nó cũng được thiết kế khá là độc đáo. Ở OLED trong chiếc đèn sẽ chứa 24 chip led và tổng hết 12 OLED trong chiếc đèn thì chiếc đèn sẽ có là 288 chip led SMD5730, một con số chip led cũng rất là nhiều ha. Và với cái thiết kế liền nhau như thế này thì đèn cũng sẽ tỏa cái độ sáng tốt hơn so với những chiếc đèn một OLED. Bây giờ thì My sẽ mời quý khách xem qua về cái độ sáng thực tế vào ban đêm của cái chiếc đèn công suất 300W này mà công ty Sennheiser Life quay được nha. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách ở những video kế tiếp.